Nhân xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là Nhân đang đứng trước cổng của trung tâm thương mại dịch vụ Kiến Tường, là nó thuộc thị xã Kiến Tường của huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Rồi bây giờ Nhân sẽ đi vào trong để cho tất cả quý vị khách hàng mình cùng được tham quan nha. Ở đây như là có vẻ nó vắng hơn cái chợ bên kia. Chợ bên kia thì đông đúc hơn, nhiều người bán hơn. Ở đây. Đi chợ có gì đâu chợ? Không có chợ hả? Ở ngoài thì mình thấy tiểu thương bán đồ quần áo. Quần áo với vải dép rồi mọi người, rất là nhiều. Mình thấy có thang máy mà không có hoạt động. À, trên đây chưa. Trên đây là mấy người tiểu thương đã mới set up thôi chứ chưa hoạt động. Đây, mấy bạn này là nhân viên sale của sàn Mỹ Hạnh thuộc của tập đoàn Cát Tường. Trưởng phòng Mr. Sáng. Trưởng phòng Mr. Sáng. Mr. Sáng. Đây là chú dưới mọi người. Đi chứ tốt. Đi. Đi không nhầm. Ở đây là phía sau trung tâm thương mại. Thị xã Kiến Tường thì từ cái vị trí này, quý vị khách hàng mình sẽ đi về cửa khẩu Campuchia. Từ vị trí này đi vào nó khoảng 8 km. Mình nhận thấy nó cũng giống như mấy cái trung tâm thương mại ở bên Thủ Thừa cũng vậy. Thì hầu như là những cái tiểu thương người ta bán hàng là ít hơn mấy cái chợ cũ. Tại vì bên đây nó phải đóng thuế cho mọi người. Thứ nhất là đóng thuế, thứ hai là người dân ở đây người ta quen với cái cách là đi chợ cũ rồi, đi chợ bình thường rồi. Nên là mình thấy ở trong đây nó còn hơi vắng. Hiện tại là công ty tập đoàn Địa ốc Cát Tường Group đang bán đất ở gần đây. Từ cái vị trí này đi qua bên đất thì nó khoảng chưa tới cây số. Kia thì cũng có mấy bạn cùng cái văn phòng khác xuống này để khảo sát dự án. Đây là những kiosk chợ đó mọi người. Thì bên công ty có bán 17 kiosk ở trong đây. Nhưng mà cái vị trí thì chưa biết chính xác được. Còn cái giá thì rơi khoảng 500 tới 600 triệu một kiosk.
mọi người mình thấy trước mặt đó là chợ cũ nha mọi người. Thì bên đó nó có một cái con kênh. Con kênh rất là đẹp, rất là thơ mộng. Một lát nếu mà xe có chạy ngang đó thì Nhân sẽ quay cho mọi người cùng xem. Mấy kiosk chợ này là chưa bán cho mọi người, chứ không phải là không có người buôn bán, mà là chưa bán. Đi qua chợ cũ đi, sao nó qua chợ cũ ta? Qua chợ cũ hả? Lên xe luôn hả? Ở đây mới lần đầu Nhân xuống, nó gấp quá thì không có coi trên Google rồi trước là cái thông tin nó như thế nào, cho nên là cũng ít thông tin cho mọi người. Thì mình cứ xem video trước, xong mọi người khách hàng mình cứ search lên Google Map để biết được cái vị trí địa lý. Và thứ hai là mình search lên Google để mình biết được những cái thông tin về cái thị xã Kiến Tường này. Nên như đây là có một con kênh mọi người. Đây là cái chợ, rồi ở dưới đây mình có một con kênh. Ông ơi, ở đây mình kêu bằng cái sông gì ông? Dàm cỏ, dàm không, không, không dàm có tay à, đúng rồi. Trước mắt của mình là sông Vàm Cỏ Tây chứ không phải là con kênh nha mọi người. Chợ mà giáp sông nữa là quá tuyệt vời luôn. Ở đây tối chắc vui lắm hả cô? Ừ, đông lắm. Dạ, tối đông lắm. Dạ. Cảm ơn cô. Ban ngày tại vì bây giờ đang đi là lúc 12 giờ trưa rồi. Nên mình thấy cũng rất là vắng. Nhưng lúc nãy cô nói là buổi chiều thì rất là đông. Từ đó qua quận tư, quận tư về đợi mỗi lần chạy xe tôi mới chơi, không biết xe tôi đâu. Giờ nó chạy xe thì anh chạy ngay góc từ đây đi từ chỗ đó về quận tư 25 ngàn. Trời ơi, 25 ngàn hàng chi tôi không bao giờ đi đâu mà đúng tôi đi có 15 ngàn. Bán mì ở đâu? Bán mì ngay góc ngã tư luôn. Bao nhiêu ổ? 8 ngàn. Trời ơi, cũng chậm với đen, bán 7 ngàn thôi. Trời ơi, bán giá quá vậy. Ở đi đó, bởi vì không có việc ăn bạn. Ủa, bán mì đó hả? Bà thơm nhất Sài Gòn là bà đã. Trời ơi. Em thơm nhất Sài Gòn. Nhớ anh không? Cái ôm mắt khung đó nè. Trời ơi. Giờ anh đẹp mà nó ôm phải trả tiền cho em. Trời đất ơi, em nghe đồn quá mà giờ mới được diễn tiếng dung nhan của anh. Quay lại cái tay. Quay nè, đó anh, đây nè. Trời ơi. Cái là khu này hồi đầu quá mà. Chị
quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Mai ngộ cái là thị xã là nó hơn thị trấn đúng không? Chưa biết nữa, ở dưới quê mới lên. Dạ, hiện tại là Nhân đang đứng trước khu du lịch sinh thái Làng Nổi Tân Lập. Nhân sẽ quay cái sơ đồ cho mình xem ha. Trong đây gồm có chèo thuyền trên sông, có một cái cầu chữ X, tháp khách sạn 9 tầng, đường đang xuyên rừng tràm, đường vào cầu tàu xanh mướt. Chủ đầu tư là của công ty du lịch Tháp 10. Đây mọi người, có cánh đồng súng nè, tháp quan sát số 2. Cái khu này là Nhân cũng xem trên video nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên trong đời thì Nhân mới đặt chân xuống đây. Rồi bây giờ Nhân mời mọi người mình đi vào trong mình tham quan nha. Thì Nhân chắc đi cũng vòng vòng ngoài thôi chứ không có đi vô tới trong. Đây là cái cổng ha, khu du lịch sinh thái Làng Nổi Tân Lập. Từ cái khu này thì mình đi xuống dự án, xuống thị xã Kiến Tường nó khoảng 4 km. Thì lúc nãy là ở dưới kia là Nhân mới chạy trên đường về Sài Gòn đó, thì mới ghé ngang đây. Ở đây có chỗ ăn uống rồi nha mọi người. Ở đây là một đoàn của bên công ty tập đoàn Cát Tường nè, thì đang ghé ăn trưa tại đây. Nếu mình đi tham quan là mình sẽ đi vào trong kia, sâu trong kia nha mọi người. Nãy mình đi vào cho mọi người xem. Hình như là đi trong kia là mình phải mua vé nha mọi người. Mà mấy người kia không có đi chắc Nhân cũng không đi theo luôn. Nhân chỉ quay ở ngoài cho mình xem thôi. Đó, như trước mặt của mình là mình thấy những cái chiếc vỏ lãi, hoặc là còn gọi là tắc gán ở dưới miền Tây mọi người, tắc gán miền Tây. Và những cái người này sẽ chở mình đi vào trong cái làng nổi. Nếu ở đây thì quý vị khách hàng mình cứ search trên YouTube là Làng Nổi Tân Lập thì có rất là nhiều video quay về cái khu này. Còn rộng lắm nha mọi người, ở trong còn xa lắm. Rồi, Nhân đi ra đây. Ở bên phía sau lưng mấy cái rừng tràm này là mình thấy rất là thanh thang luôn, rộng thanh thang phía trong. Làng Nổi mà ở trong nè, phía trong là đi trên cái đường mà đường gỗ á, đi trong xa lắm. Mua vé nữa, mua vé đi vô đó nè, mua vé rồi xong anh phải đi tàu đi vô, đi tắc gán á, đi vô trong nữa, xa lắm. Ghê vậy, tốt ở trong tại Làng Nổi thành lập là nổi tiếng đâu mà. Gà gì hai con bé nó đang chụp hình.
Ê, mày chụp tao với hàng tấm hả mày? Chết gì à? Đây. Hàng càng ngày càng dễ thương ha. Anh đẹp qua đây đi, đứng qua đây mới. Con bé chụp hình mà nó tàu kiểu hơn là cái người đứng chụp hình đó mọi người. Rồi. Đẹp không? Đẹp. Đưa cái coi. Bên kia cũng còn rất là rộng. Rồi Nhân quay sơ thôi, Nhân kết thúc video tại đây nha mọi người. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng.